Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển sản phẩm, Giám đốc đổi mới sáng tạo, Giám đốc khối dự án tài chính doanh nghiệp MISA. Xin cảm ơn Vâng, anh xin Minh. chào MC Tương Anh, xin chào khán giả của VN Express. Và vị khách mời thứ ba xin trân trọng giới thiệu anh Cao Văn Việt, Giám đốc sản phẩm của FPT Software. Vị khách mời thứ tư, anh Nguyễn Xuân Hiệu, CTO của Techless Solution. Cảm ơn anh Hiệu đã tham gia. Trước hết thì thưa anh Thao, chúng ta sẽ có một câu hỏi nó cũng khá rộng và phổ quát nhưng mà cũng cần thiết. Xin anh hãy chia sẻ cho khán giả được biết là hiện trạng nguồn nhân lực công nghệ của Việt Nam hiện nay ra sao và cái xu hướng phát triển của nguồn nhân lực công nghệ trong tương lai gần, trong thời gian tới là gì ạ? Trước tiên thì xin chào MC Tuấn Anh và ba bạn CEO, CTO trẻ tuổi cũng như là các quý vị độc giả của báo VN Express. Về nguồn nhân lực thì theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông thì chúng ta hiện tại đang có khoảng toàn ngành công nghệ thông tin thì có khoảng 1,1 triệu lao động. Tuy nhiên thì ngành phần mềm chỉ chiếm 30% thôi, khoảng 290.000 lao động lập trình viên ấy. Về trường đại học thì hiện tại chúng ta có 158 trường trên tổng số là 248 trường đại học đang đào tạo công nghệ thông tin. Mỗi năm cho ra trường thì được khoảng 50.000 sinh viên. Tuy nhiên thì số lượng đầu vào thì hiện tại đang tăng khá là nhiều. Mỗi năm hiện tại chỉ tiêu tuyển sinh của ngành công nghệ lên tới khoảng 62.000. Tức là trong mấy năm tới thì chúng ta sẽ có thêm mỗi năm khoảng hơn 10.000 lao động nữa. Kèm theo đấy thì chúng ta hiện tại có sự phân hóa nữa. Đấy là các trường nghề cũng đào tạo công nghệ thông tin khá là tốt. Thì hiện tại theo Tổng cục Dạy nghề thì chúng ta đang có là 442 trường dạy nghề đang có đào tạo các công nghệ thông tin. Mỗi năm thì cho ra thêm khoảng 12.000 lao động. Thì đấy là số lượng tổng quát. Tuy nhiên thì nếu mà so với nhu cầu của thị trường thì hiện tại thì số lượng này hoàn toàn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Chính vì thế mà xu hướng phát triển của nhân lực của ngành hiện tại đang bổ sung thêm hai phần. Một phần là upskill, phần thứ hai là reskill. Upskill tức là thế nào? Tức là các doanh nghiệp phải tự đào tạo để nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực của mình. Còn thêm là các cái đơn vị đào tạo bên ngoài nữa thì những lập trình viên sẽ được đào tạo để nâng cao, để thêm những công nghệ mới để nâng cao trình độ của mình. Còn reskill là thế nào? Reskill tức là hiện tại ngành của chúng ta đang thiếu mà các ngành khác thì dư thừa. Vì thế thì chúng ta thành lập có rất nhiều các đơn vị hiện tại là đang tuyển sinh các những người của ngoài ngành đào tạo cho họ về lập trình viên khoảng 6 tháng đến 8 tháng gì đó là họ có thể làm được việc. Thì cái nguồn nhân lực này rất là hay ở một chỗ là ngoài chuyện là tận dụng nhân lực được từ dư thừa từ các ngành khác thì chúng ta có thêm là họ có cái background từ những ngành khác. Vì thế là rất thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số sắp tới. Cảm ơn chị Thương Anh. Cảm ơn anh Thao. Như vậy thì như anh cũng vừa chia sẻ đó thì đào tạo cũng có rất nhiều cái nguồn nhân lực dồi dào trên thị trường, tuy nhiên là vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Vậy thì cụ thể là chưa đáp ứng được như thế nào? Có khoảng cách gì giữa nhu cầu của doanh nghiệp và hiện trạng nguồn nhân lực của thị trường đang có? Câu hỏi này thì xin gửi đến anh Minh và anh Việt. Xin mời anh Minh trước. Vâng, xin chào MC Tiến Anh, xin chào các diễn giả cùng các cái khán giả của VN Express. Thì đối với nhu cầu nguồn nhân lực thì thực ra ở đây thì mình cũng chắc là sẽ xin phép được chia sẻ câu chuyện thực tế tại doanh nghiệp của mình, bởi vì mình cũng không phải là chuyên gia về nhân sự. Thì đối với công ty của mình thì như trong năm 2020 thì cái số lượng nhân sự của mình, mặc dù do tình hình của dịch Covid, nhưng đối với nhân sự về trong mảng phát triển sản phẩm, theo nhân sự trong ngành công nghệ thông tin thì cũng tăng lên khoảng 30% so với trong cả năm 2020. Và trong năm 2021 hiện nay thì cái nhu cầu của bên công ty mình thì cũng đang lớn hơn rất là nhiều so với năm 2020. Và bên mình thì cũng gặp những cái khó khăn về trong cái việc mà tuyển dụng nhân sự. Thì mình thấy có hai cái thách thức lớn nhất. Thứ nhất đó là tuyển dụng đủ được cái số lượng, và thứ hai đó là tuyển dụng được cái nhân sự đủ chất lượng theo cái nhu cầu của công ty. Thì về số lượng chẳng hạn thì hiện nay thì bên mình cũng cần tuyển dụng thêm rất là nhiều các bạn lập trình viên, các bạn là BA phân tích nghiệp vụ, các bạn nhân viên kiểm thử, hay là các bạn về thiết kế designer cho các cái sản phẩm. Thì tuy nhiên thì trong công tác tuyển dụng thì cũng gặp rất nhiều những khó khăn ở trong quá trình đó để làm sao tìm đủ được cái số lượng người theo những cái nhu cầu của công ty. Thứ hai là bên mình thì cũng tuyển dụng ngoài những vị trí là junior thì cũng cần tuyển dụng thêm các cái bạn senior, thì sẽ là những người mà nhân sự đã có kinh nghiệm ở trong ngành rồi. Thì cái việc mà tìm những nhân sự mà có kinh nghiệm để phù hợp với công ty thì lại càng gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Thì trên cái góc nhìn từ phía công ty thì mình thấy là cái số lượng ở trong cái nguồn nhân sự về công nghệ thông tin ở Việt Nam của mình
thì hiện đang cũng đang thiếu rất là nhiều so với nhu cầu của các công ty trong thực tế. Cảm ơn anh Minh về từ góc độ của FPT Software, từ góc độ của cá nhân anh Việt, không chỉ là người làm việc trong tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam mà còn là tham gia vào công tác đào tạo nữa. Thì anh đánh giá thế nào về cái khoảng cách giữa nhu cầu của doanh nghiệp và hiện trạng thị trường hiện nay thôi? Xin chào MC Tuyết Anh cùng các diễn giả và toàn thể độc giả đang xem báo VnExpress. Thì mình là Cao Văn Việt thì đang làm trực tiếp một cái sản phẩm đào tạo nhân sự công nghệ thông tin là Kotlon. Thì đầu tiên là về cái nhu cầu của đơn vị FPT Software. Thì được biết là FPT Software là mỗi năm tuyển 6.000 nhân sự, nhưng mà mỗi năm cần tuyển 6.000, nhưng mà hiện tại thì bất cứ tại một cái thời điểm nào thì FPT đều đang thiếu khoảng 1.000 nhân sự. Tức là khoảng 1/6, và đâu đó thì đến khoảng 3 năm nữa thì bọn mình dự tính là sẽ tuyển lên đến 10.000, và ước tính là cũng sẽ khoảng thiếu khoảng 4-5.000 nhân sự công nghệ thông tin, tức là cái sự thiếu hụt nhân sự rất là cao. Khi mà nhân sự vào thì đúng như Minh vừa chia sẻ thì có hai vấn đề, đó là về chất lượng thì vừa chia sẻ là thiếu rất là nhiều, do thị trường mặc dù là đáp ứng đào tạo khoảng 50.000, nhưng mà khi mà các bạn đi làm thực sự thì để mà làm được việc ngay thì cũng chưa được như mong muốn. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là những nhân sự cấp cao có nhiều năm kinh nghiệm thì chúng ta đang bị thiếu rất là, cho nên là xảy ra hiện tượng là rất nhiều công ty cùng tuyển một người, thì đấy là vấn đề chung mà tất cả chúng ta cần biết. Thì khi mà mình đào tạo, khi mà mình làm cái sản phẩm lớn thì mình cũng mong muốn là sản phẩm này có thể là đào tạo nhanh hơn và tốt hơn để có thể cung cấp được một phần nào đó để đáp ứng trước hết là nhu cầu của chính đơn vị của mình, và sau đó là cho thị trường và xã hội. Cảm ơn anh Việt. Từ góc độ lĩnh vực công nghệ tài chính fintech thì sao anh hiểu có khó khăn gì trong việc tuyển dụng những người như là anh Minh hay là anh Việt vừa chia sẻ, đó là đáp ứng được cái chất lượng tuyển dụng và phù hợp với cái doanh nghiệp của mình, thì với những cái bài toán đó thì anh giải quyết vấn đề này là sao trong lĩnh vực fintech thì anh hiểu? Vâng, chào chị Tuyết Anh. Về vấn đề này thì trước hết tôi cho rằng nhân lực luôn là nguồn tài nguyên quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp. Không chỉ riêng trong lĩnh vực fintech mà việc đi tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp thì sẽ luôn là cái vấn đề đi theo mỗi doanh nghiệp trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Về đặc thù của lĩnh vực fintech nói riêng như chị Tuyết Anh có đề cập đến thì cần phải tìm kiếm nhân lực vừa phải có kỹ năng về công nghệ, vừa hiểu biết về tài chính ngân hàng. Mặt khác, để tiếp cận được những nguồn nhân lực như vậy thì còn phải cạnh tranh, hay nhiều lúc còn phải gọi là giành giật như tôi thấy anh Việt chia sẻ trên trang cá nhân ấy. Bên cạnh đó thì có những ảnh hưởng khác như việc sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước thường bị định giá thấp hơn so với các giải pháp nước ngoài. Thì cái việc này cũng ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh nhân tài của các doanh nghiệp trong nước như chúng tôi. Rất nhiều các yếu tố khác nữa dẫn đến việc thu hút các nhân tài như vậy sẽ bị hạn chế. Đối với Techplus thì để giải quyết cái vấn đề nhân lực, chúng tôi sẽ đưa ra những cái phân tích về nhân lực về nhân sự công nghệ tại mỗi thời điểm. Sẽ không có phương án nào là chính xác nhất. Doanh nghiệp sẽ phải đưa ra phương án phù hợp nhất để được cân đối giữa việc tuyển những người có kinh nghiệm và những bạn mới ra trường tại mỗi thời điểm đó. Về cá nhân tôi thì cái phương án tuyển chọn những người mới và đào tạo song song thêm về nghiệp vụ thường sẽ là phương án được ưu tiên hơn. Phương án này cũng có nhiều mặt hạn chế của nó. Các bạn sinh viên mới ra trường thường có như xu hướng là sẽ thiên về phát triển thuần về mặt công nghệ, không khó để tìm ra các hồ sơ có những phần mô tả về định hướng công việc ngắn hạn hay dài hạn như vậy. Vậy cái sẽ rất khó khăn để tìm được một bạn nào có mong muốn hiểu biết thêm về nghiệp vụ ngay từ đầu. Để giải quyết vấn đề này thì TechPlus có bổ sung 4 yếu tố trong quy trình tuyển dụng và đào tạo của mình. Đó là ưu tiên tìm kiếm những bạn có đam mê với công nghệ và có sở thích tìm hiểu những lĩnh vực mới. Đưa ra các mục tiêu ngắn hạn để những bạn mới có thể tự mình trải nghiệm được việc hoàn thành một dự án có đầy đủ cả yếu tố công nghệ và nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ và đưa ra chính sách tài trợ các khóa học cho các bạn thành viên. Cái việc trao đổi nhân sự giữa các thị trường thì thực tế là cũng rất là cái dòng lưu thông giữa nhân sự ở nước ngoài đến làm việc Việt Nam cũng nhiều và Việt Nam ra nước ngoài làm việc cũng nhiều. Vậy thì cái anh đánh giá như thế nào về cái năng lực của nhân sự công nghệ Việt Nam so với các quốc gia trong Đông Nam Á? Câu hỏi này xin mời anh Minh trả lời.
Vâng, thì đối với năng lực nhân sự về công nghệ thông tin ở Việt Nam thì cá nhân mình đánh giá, và ít nhất là nếu mà so sánh đối với các cái công ty các nước phát triển trên thế giới hoặc là các cái nước chuyên về phát triển hàng đầu về công nghệ thì nhân sự của chúng ta thì chắc chắn là sẽ chưa bằng. Nhưng đối với trong Đông Nam Á hoặc là trong những nước đang phát triển thì cá nhân mình đánh giá là nhân sự về công nghệ thông tin ở Việt Nam cũng được đánh giá rất là cao ở trong cái ngành đó. Và thực ra về công nghệ thông tin thì hiện nay đâu đó cũng là một thế mạnh của Việt Nam ở trong các cái lĩnh vực về phát triển. Và còn về các cái điểm điểm mạnh thì mình thấy là đối với nhân sự công nghệ thông tin ở Việt Nam chúng ta thì các bạn rất là thông minh và nhanh nhẹn, và thứ hai là cái khả năng học hỏi tìm tòi, thì với cái đặc thù của người Việt Nam chúng ta thì các bạn rất là chịu khó học hỏi và tìm tòi và học cũng rất là nhanh. Thế còn đâu đó một vài cái điểm yếu mình thấy so với nhân sự ở các cái nước khác thì ví dụ như trong Đông Nam Á đi, chúng ta có những nước là Philippines hay là Singapore thì họ thì do trước đây là cái đâu đó cũng có một ảnh hưởng từ đặc thù họ là thuộc địa của Anh chẳng hạn, thì cái tiếng Anh của họ thì sẽ rất là tốt. Thế còn đối với Việt Nam chúng ta thì chúng ta qua rất nhiều những cái thuộc địa, ví dụ như là của Pháp rồi của các nước khác nữa, thì tiếng Anh thì đâu đó nó vẫn là một cái điểm trở ngại đối với nhân sự của chúng ta. Thì mà trong ngành công nghệ thì những cái kiến thức mới thì thường rất là nhiều, các bạn sẽ phải liên tục sử dụng những kiến thức hoặc là tiếng Anh để học hỏi thêm những kiến thức mới, để cập nhật những cái công nghệ mới. Thế nên đâu đó thì nó cũng sẽ là một cái trở ngại đối với nhân sự ở Việt Nam. Và mình nghĩ là trong tương lai nếu chúng ta muốn phát triển mạnh hơn thì cái việc trau dồi rồi nâng cấp cái kiến thức về kỹ năng về tiếng Anh cho nhân sự công nghệ thông tin thì cũng sẽ là một điểm mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý trong quá trình phát triển cái nguồn nhân lực về công nghệ thông tin ở Việt Nam. Còn những điểm mạnh và điểm yếu nào mà anh Việt cảm nhận về năng lực của nhân lực công nghệ tại Việt Nam? Thưa anh Việt. Theo quan điểm cá nhân của mình thì nhân sự công nghệ thông tin của Việt Nam nói chung là có mặt bằng, có trình độ cao hơn một chút so với trình độ mặt bằng nói chung của Đông Nam Á. Thì mọi người có thể thấy ngay là từ những cái cuộc thi từ cấp sinh viên, ví dụ như là thi Olympic hay là thi ACM, ICBC, thì Việt Nam của chúng ta cũng thường xuyên đạt được một cái thứ hạng cao. Thứ hai nữa là trên một số báo cáo đánh giá như là Hacker Rank hay là Top Coder, tức là những cái trang mà lập trình hàng đầu, thì cũng luôn đánh giá Việt Nam thuộc top đầu những lập trình viên có trình độ lập trình cao. Thì mình nghĩ cái điểm mạnh là có trình độ, có tư duy lập trình tốt. Về cái điểm yếu thì như anh Minh vừa chia sẻ thì tiếng Anh đúng là có thể là một cái điểm yếu của mình, do mình không có học tiếng Anh, không có bản ngữ tiếng Anh như các nước khác. Tuy nhiên là mình thì cá nhân mình thì khi mà so sánh với cả một số nước không phải là Đông Nam Á như là Nhật hay là Hàn, nói thì thấy được là nhân sự của chúng ta nói chung thì có vẻ đang lười và ít làm việc hơn so với các nước bạn. Thì mình nghĩ ví dụ như mình đi sang Nhật hay là sang Hàn thì thấy là các bạn làm việc rất là hăng say, làm việc đến tận chiều tối, nhưng mà điểm qua thì nhân sự công nghệ thông tin của chúng ta thì có thể là 5 giờ chiều đã thấy đi uống bia rồi. Thì mình nghĩ là đó cũng là một cái điểm vừa vui mà cũng là vừa buồn một chút, thì hy vọng là chúng ta có thể là cải tiến khắc phục được những cái điểm yếu này. Cảm ơn anh Việt. Còn anh hiểu thì sao, trong lĩnh vực fintech thì thật ra thống kê hiện nay có khoảng hơn 130 startup fintech tại Việt Nam, với 30 startup trong đó là ví điện tử. Tuy nhiên là cái độ phủ sóng của lĩnh vực fintech trong các lĩnh vực thực chất rất là rộng, với một cái định hướng xây dựng xã hội không tiền mặt tại Việt Nam. Vậy thì anh hiểu đánh giá như thế nào về nhân lực riêng trong lĩnh vực fintech mà anh đang tham gia? Để nói về điểm mạnh của nhân lực công nghệ Việt Nam thì trước tiên có lẽ phải cảm ơn những đơn vị như Viettel, FPT và VNPT, những đơn vị đã đưa Internet ở Việt Nam từ rất sớm. Từ đó trên cơ sở tiếp cận được lượng thông tin lớn và kịp thời thì chúng ta có thể phản ứng kịp với những các sự kiện bùng nổ về công nghệ, như bùng nổ về công nghệ thanh toán từ những cuối thập kỷ trước, hay là gần đây là cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Để so sánh với các nước Đông Nam Á thì tôi có quan điểm khác với anh Minh một chút, đó là sẽ rất khó để đưa ra được một so sánh mà không có định lượng cụ thể. Ở góc độ cá nhân ấy, thì tôi cho rằng đội ngũ người làm công nghệ của chúng ta không hề thua kém, kể cả so với những nước có nền công nghệ phát triển thuộc top đầu khu vực như Singapore. Thậm chí là nhiều khía cạnh chúng ta còn nhỉnh hơn so với mặt bằng chung của các nước trong Đông Nam Á, nhờ vào nền tảng của sự đào tạo, sự quan tâm của nhà nước đối với công nghệ hay sự đầu tư của các doanh nghiệp trong ngành công nghệ. Bằng chứng là chúng ta có những cá nhân có tiếng nói trong giới công nghệ, hay những đội ngũ tạo nên được những startup tỷ độ. Còn về điểm yếu của chúng ta thì có lẽ là về phần ngôn ngữ, đấy là cái điểm yếu tôi cảm thấy là cần phải khắc phục nhiều nhất trong tương lai để chúng ta có thể được.
ở tuyến xa hơn. Cảm ơn anh Hiệu. Và bây giờ sẽ là một chút tổng kết từ góc độ của Vinasa. Anh Ngọc Thao đánh giá như thế nào về nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay với 13 năm kinh nghiệm làm việc và quản lý các chương trình tư vấn cũng như là hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Việt Nam? Thưa anh. Cảm ơn chị. Mình rất đồng ý với cả ý kiến của ba CTO trẻ tuổi. Đúng là nguồn nhân lực của chúng ta hiện tại thì không thua kém nhiều so với khu vực và nói chung là mặt bằng chung của thế giới. Chúng ta có khoảng, như Hiệu nói, thì nhờ các doanh nghiệp lớn, nhờ các người đi trước thì chúng ta có hơn 20 năm tích lũy kinh nghiệm để tích lũy kinh nghiệm và kinh nghiệm cũng như là kiến thức từ các doanh nghiệp nước ngoài, từ khi làm việc với nước ngoài thì hiện tại thì chất lượng nhân lực của chúng ta hiện tại đang rất tốt. Tuy nhiên nó gặp một cái vấn đề là hiện tại đang ít người quá, thiếu người. Và hiện tại thì tất cả những người, ví dụ như mình nói trực tiếp về chuyên gia AI đi, những AI thì hiện tại trong mấy anh em đều phải dùng cả, trong mấy công ty đây đều phải dùng rất là nhiều. Tuy nhiên nếu mà nói về chuyên gia AI thực thụ ở Việt Nam mà chất lượng mà ở tầm cao hẳn thì hiện tại thì các giáo sư có thống kê thì hiện tại chúng ta đâu có, có khoảng 150 thôi, khoảng 150 người ở các trường đại học và ở các viện nghiên cứu, còn ở doanh nghiệp thì tương đối ít, hay là khoa học dữ liệu thì còn ít nữa. Đấy, thì gần như 100% các doanh nghiệp hiện tại đang phải upskill, tức là phải đào tạo lại cho các lập trình viên của mình, nâng cao trình độ của họ. Thì tất cả những cái đấy thì nó đang thể hiện là chúng ta đang rất thiếu nguồn nhân lực. Chính phủ thì hiện tại chúng ta đang có về mặt quản lý nhà nước ấy, thì hiện tại chúng ta có một tín hiệu mừng là hiện tại là chính phủ đang đưa ra những cái chiến lược về đào tạo nhân lực công nghệ thông tin rất là bài bản. Thì hy vọng là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ có những cái có nguồn nhân lực tốt hơn. Thì ví dụ như bản thân ở Vinasa cũng vậy, thì góp phần với chính phủ thì Vinasa trong năm nay đã hợp tác với Viện Nghiên cứu Cao cấp Việt Toán, chỗ giáo sư Ngô Bảo Châu và giáo sư Hồ Tú Bảo, để cho ra một chiến lược đào tạo công nghệ chuyên gia AI từ cơ bản đến nâng cao đến các AI chuyên sâu như Vision, NLP chẳng hạn như vậy. Thì hy vọng là trong năm tới thì Vinasa cũng sẽ cho ra được những cái lứa chuyên gia AI đầu tiên. Thì đấy là góp sức của Vinasa với cả cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Cảm ơn anh Thao. Một trong những cái từ khóa mà chúng ta nghe nhiều nhất trong những năm qua và đặc biệt là trong năm 2020 là chuyển đổi số. Như vậy thì chúng ta cũng đều hiểu rằng nhân sự có vai trò rất quan trọng đối với cái quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, và cụ thể vai trò của nhân sự công nghệ đóng vai trò như thế nào, và các doanh nghiệp thường đặt ra những tiêu chuẩn gì đối với nhân sự dành riêng cho quá trình chuyển đổi số với cái chiến lược chuyển đổi số của mình. Câu hỏi này có lẽ xin mời anh Hiệu trước ạ. Vâng, để nói về vai trò của nhân sự trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp ấy, thì đầu tiên ta cần xác định chuyển đổi số là một hành trình dài hạn, không phải một phương án ngắn hạn. Vì vậy những khía cạnh như con người sẽ là yếu tố then chốt trong việc chuyển đổi số có thành công hay không. Nên là đối với những tổ chức lớn thì việc chuyển đổi số có thể sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Có những ngân hàng đã phải mất nhiều năm cho việc phát triển giải pháp chuyển đổi số và thêm nhiều năm nữa cho việc chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống hiện tại lên hệ thống mới. Trong một khoảng thời gian dài như vậy sẽ rất dễ gặp phải những tác động từ bên ngoài, những ảnh hưởng trực tiếp đến dự án. Bản thân Techcoders thì cũng đã từng gặp phải những khó khăn về vấn đề này khi chuyển đổi số cho một số đối tác tại Việt Nam. Khi quá trình chuyển đổi số diễn ra vào đúng cái thời điểm mà phía ngân hàng đó đang có một sự thay đổi lớn về quy mô và tổ chức, từ đó dẫn đến sự quan tâm của lãnh đạo dành cho dự án bị chững lại. Không có người đủ thẩm quyền để quyết định được sự tham gia của các phòng ban nghiệp vụ vào trong dự án, và đơn vị duy nhất ở phía đối tác tham gia vào trong dự án sẽ là ban công nghệ, dẫn đến những vấn đề liên quan đến xử lý nghiệp vụ phi số hóa mà sẽ không được quyết định bởi ban công nghệ mà phải chờ trình lên quyết định từ các phòng ban khác. Vì này dẫn đến những tác động rất lớn về tiến độ của dự án. Thì từ các yếu tố đó, Techcoders sau đó đã có những bổ sung cần thiết cho những pháp luật trong mỗi dự án chuyển đổi số, đưa ra những yêu cầu cụ thể về việc năng lực của nhân sự công nghệ và sự quan tâm của lãnh đạo đối với mỗi dự án. Để chuyển đổi số được thành công thì người lãnh đạo cần phải có tư tưởng thông suốt, có tầm nhìn và định hướng cụ thể.
nhân sự công nghệ cũng phải có trách nhiệm cụ thể đối với vai trò của mình và sẵn sàng chịu những thay đổi về cả quy trình và công nghệ. Với những tiêu chuẩn, câu hỏi về tiêu chuẩn của nhân sự đối với quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp thì có lẽ mời anh Thao tiếp tục cho ý kiến. Xin mời anh ạ. Vâng, cảm ơn chị. Chúng ta đã biết thì đương nhiên là như anh Hiểu cũng nói thì nhân lực là thành phần quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi số. Thì đây còn ở phía Vinasa cũng như các doanh nghiệp, các cái đơn vị quản lý nhà nước thì coi nhân lực được coi là nhân lực công nghệ thông tin được coi là lực lượng tiên phong. Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia đi thì chính phủ đặt nhân lực là một hạ tầng, một trong năm hạ tầng quan trọng nhất. Thì trong đấy là có hạ tầng kỹ, bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng pháp lý, hạ tầng ứng dụng giải pháp và cuối cùng là hạ tầng dữ liệu, thì nhân lực cũng là một trong những hạ tầng đấy. Thì đương nhiên là về các kỹ năng về nhân sự, kỹ năng của nhân sự công nghệ trong cái giai đoạn mới thì theo cá nhân tôi thì hiện tại thì chúng ta cần phải nâng cao một số những cái kỹ năng như sau. Đầu tiên là tư duy thiết kế hệ thống. Cái này thì Vinasa, cái này thì các nhân sự công nghệ ở Việt Nam thì vẫn còn thực sự là yếu, và chúng ta cần có những cái tư duy hệ thống thì để giải quyết những bài toán lớn, giải quyết những bài toán tổng thể cho các ngành, các lĩnh vực. Cái thứ hai là kiến thức về các chuyên ngành. Kiến thức chuyên ngành để làm gì? Để chúng ta hiểu về pain point của các ngành, hiểu về các cái mà các ngành đang cần, thì lúc đấy chúng ta mới chuyển đổi số cho các ngành, các doanh nghiệp khác được. Cái thứ ba thì đương nhiên là kỹ năng về hiện tại chúng ta đang nói rất là nhiều, đấy là kỹ năng về đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo thì cái này là đổi mới sáng tạo về mặt công nghệ. Thì khi mà có pain point, khi mà chúng ta hiểu biết từ các ngành khác thì chúng ta sáng tạo ra những cái công nghệ mới để giải quyết những cái pain point đấy cho các ngành. Có một cái nữa mà tôi mới bổ sung từ sau khi mà tôi nghe cái chương trình talk thứ hai, là thứ nhất của anh Tú CTO của FPT, thì cái đấy là khả năng thuyết trình và thuyết phục. Nếu mà các nhân sự công nghệ hay các CTO công nghệ trong cái giai đoạn mới mà không có những cái kỹ năng này thì rất khó để chúng ta làm việc, rất khó để chúng ta chỉnh kế hoạch, những bài toán tổng thể cho những cái CEO, những cái những khách hàng của chúng ta về các giải pháp đấy. Thì và còn một cái nữa mà các CTO của chúng ta hiện tại đang cần, tôi nói đến cấp CTO chứ tôi không nói đến cấp lập trình viên nữa, đấy là khả năng truyền cảm hứng cho đúng và dẫn dắt đúng của mình đi dưới. Cái này thì chắc là anh Minh, anh Việt và anh Hiệu sẽ rất hiểu. Nếu mà không có khả năng dẫn dắt đội ngũ của mình, không có khả năng truyền cảm hứng cho đội ngũ của mình thì rất dễ là chúng ta sẽ fail trong các cái dự án. Đấy là những cái kỹ năng mà tôi có thể tổng kết cơ bản như vậy. Cảm ơn anh Thao, quả thật là nghe chia sẻ từ những tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đòi hỏi đối với nhân lực trong ngành công nghệ, không chỉ là nhân lực lập trình viên như anh Thao nói mà kể cả những cái nhân sự ở level cao hơn, thì phải nói nhân sự công nghệ như là một người đa năng, không chỉ biết về công nghệ mà phải có sự am tường về lĩnh vực khác, đồng thời là có những kỹ năng mềm phù hợp với cái quá trình chuyển đổi số trong thời đại 4.0 như hiện nay. Như vậy thì đối với các doanh nghiệp nói chung đó, thưa anh Minh, anh Việt và anh Hiệu, khi mà xác định một chiến lược chuyển đổi số thì doanh nghiệp chúng ta có cần thiết phải thay đổi đội ngũ nhân sự công nghệ hiện tại hay không, tuyển mới hay là reskill hay là đào tạo hay là upskill như là anh Thao chia sẻ, thì anh mời các anh có ý kiến đối với một doanh nghiệp với một chiến lược chuyển đổi số nói chung thì góc độ tuyển dụng nhân sự sẽ như thế nào. Xin mời anh Minh trước. Cảm ơn anh Sĩ Thế Anh. Thì đối với một nhân sự, đối với quá trình chuyển đổi số của một doanh nghiệp thì như bên Misa mình thì cũng có tham gia rất là nhiều vào trong quá trình này. Ví dụ bên mình có sản phẩm là Misa Amis thì cũng là một sản phẩm để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Thì bên mình cũng xác định là có 5 cái trụ cột chính ở trong quá trình chuyển đổi số của một doanh nghiệp. Thứ nhất đó là trong công tác về quản lý và điều hành. Thứ hai là trong công tác về quản lý bán hàng. Thứ ba là trong công tác về quản trị nhân sự. Thứ tư là trong công tác quản trị tài chính kế toán. Và thứ năm đó là trong công tác về quản lý sản xuất đối với những đơn vị mà có cái lĩnh vực về sản xuất. Thì ở trong phần này thì thứ nhất là khi mà chuyển đổi số thì xác định là chúng ta cũng sẽ phải cái nhân sự của chúng ta, và chắc chắn là chúng ta sẽ nên lựa chọn những người mà có cái am hiểu về công nghệ, hoặc ít nhất là có kiến thức cơ bản về công nghệ, hoặc nếu không có thì họ cũng phải sẵn sàng là chuyển đổi theo những công nghệ mới, để khi mà chúng ta sẽ ứng dụng những cái giải pháp công nghệ vào thì họ có khả năng họ theo được những công nghệ mới đó,
Đấy, và cái thì khi con người khi mà chúng tuyển dụng đầu vào thì chúng ta trong giai đoạn này chúng ta có nên lựa chọn những cái người mà có cái khả năng có thể cập nhật và áp dụng được những công nghệ mới, để nó sẽ giúp cho chúng ta đơn giản hơn trong quá trình khi chúng ta chuyển đổi một cái giải pháp bình thường chúng ta đang đang thực hiện bằng quá trình thủ công, bằng giấy tờ lên những giải pháp số, thì họ rất là nhanh chóng, họ có thể bắt kịp được với cái xu hướng đó và giúp cho doanh nghiệp của chúng ta chuyển đổi số một cách nó thuận lợi hơn, thay vì là rất là khó khăn trong việc mà cập nhật một cái giải pháp mới vào. Vì bản chất của con người chúng ta thấy là khi mà chúng ta thay đổi một quy trình làm việc, thay đổi cái thói quen hàng ngày, thì phản ứng đầu tiên của con người chúng ta sẽ là phản ứng, chúng ta phản ứng lại, thay đổi lại, phản kháng lại cái thay đổi đó. Thì những cái người mà không có khả năng thay đổi thì sẽ rất là khó, nó cũng là một trở ngại đâu đó trong quá trình đối với các doanh nghiệp chuyển đổi số. Thế nên là cái lựa chọn đầu vào, những cái người mà có khả năng học hỏi, có khả năng thay đổi thì sẽ là một cái lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp trong cái giai đoạn mà chuyển đổi số như hiện nay. Cảm ơn anh Minh. Quan điểm của anh Việt là như thế nào ạ? Chúng ta sẽ giúp cho đội ngũ hiện tại thích nghi hay là tuyển dụng mới khi mà áp dụng một cái chiến lược, triển khai một chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp thế ạ? Theo tôi thì khi mà triển khai một cái chiến lược chuyển đổi số thì trước hết là chúng ta sẽ phải xem xét lại cái nguồn lực hiện có, và chúng ta sẽ phải cân bằng giữa đội ngũ hiện tại và tuyển mới. Đội ngũ hiện tại thì cũng có ưu điểm, ví dụ như là hiểu cái vấn đề, hiểu cái cách làm việc của nhóm, có kinh nghiệm có sẵn, nhưng mà đôi khi còn thiếu hụt một số cái kỹ năng. Khi mà tuyển mới thì chúng ta sẽ có được, chúng ta sẽ tìm những cái nhân sự mà phù hợp với kỹ năng mới. Tuy nhiên là có thể là cách làm việc thì cũng chưa quen, và thời gian để các bạn vào trong công ty của mình thì rất là lâu, có thể là phải chờ đợi vài tháng thì các bạn mới làm được việc. Thế thì chúng ta phải cân bằng giữa nguồn lực cũ và nguồn lực mới. Thì tôi ví dụ như là tôi đang làm chuyển đổi số về giáo dục, tôi làm một nền tảng về giáo dục. Thì anh em trong đội ngũ thì có thể là có kỹ năng về lập trình, có kỹ năng thiết kế hệ thống, nhưng mà chúng tôi lại thiếu kỹ năng về đào tạo, tức là chúng tôi là những người không phải kỹ sư thôi, không phải là giáo viên. Thì bây giờ tôi lại rất cần một người mà vừa biết nghiệp vụ về giáo viên, ví dụ như là biết dạy như thế nào, truyền cảm hứng như thế nào, công cụ như thế nào, nhưng lại cũng cần biết về mặt tin học để có thể truyền tải được ngôn ngữ của giáo dục sang ngôn ngữ của lập trình. Thì những người như vậy, thì khi mà tìm những người như vậy, vị trí như vậy, thì tôi có thể là một là đào tạo anh em trong đội ngũ cũ học về giáo dục, và hai là tìm những người mà thầy giáo biết về công nghệ thông tin. Thì chúng tôi thường thường là chúng tôi sẽ cân nhắc, và song song với quá trình là vừa đào tạo anh em, bản thân đội ngũ trong team phải thích nghi, phải học thêm cái kỹ năng về về nghiệp vụ, ngoài ra thì cũng có thể là đi tìm hoặc là liên kết với các thầy giáo để mình có bổ sung những cái kỹ năng và nghiệp vụ để làm được phần mềm chuyển đổi số cho giáo dục chẳng hạn. Thì tôi nghĩ đây là một cái và cân bằng mà nên xem xét, bởi vì là chúng ta còn phải cân bằng giữa rất là nhiều yếu tố, ví dụ như là thời gian, ví dụ như là chi phí, ví dụ như là cái việc đào tạo và việc triển khai. Cảm ơn vì chúng ta sẽ tiếp tới một phần dành cho các ngành nhân sự trong lĩnh vực công nghệ. Theo các anh thì những lĩnh vực nào, những nhánh công nghệ nào sẽ rất là hot trong vài năm tới, và tương ứng thì kỹ sư ngành nào sẽ được săn lùng? Câu hỏi này xin mời anh Thao bắt đầu trước. Cái này thì mọi người cũng nhìn rất rõ rồi, không chỉ trong giai đoạn chuyển đổi số này mà theo dự đoán ít nhất trong 10 năm tới thì có một số các lĩnh vực công nghệ hẹp hẹp thì sẽ rất là hot, và nhân sự công nghệ chúng ta sẽ tập trung vào. Đấy là đầu tiên chúng ta phải nói đến IT, AI và IoT. Thường thì bây giờ là ghép vào là AIoT, thì hai phần này hiện tại là rất khó tách rời nhau. Thì trong đây chính là một trong một trong những công nghệ quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi số. Về AI đi, Thủ tướng thì vừa ban hành chiến lược về AI, thì trong đấy thì có đến 16 ngành phải trong trong 5 năm tới sẽ phải đẩy mạnh ứng dụng AI rất là nhiều. Vừa 17 bộ sẽ phải tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển chiến lược AI này của Việt Nam, với mục tiêu là trong 5 năm tới thì Việt Nam sẽ phải phải đứng thứ năm, top 5 về AI tại khu vực, và với trên thế giới thì là phải top 6 người. Thì đấy là chiến lược về phát triển AI. Thì đương nhiên AI sẽ là một cái trong những công nghệ quan trọng nhất. Bên cạnh đấy thì sẽ có cloud và big data. Thì chúng ta nhìn rõ rồi, AI cộng cloud cộng big data thì
sẽ hình thành, sẽ là những công sẽ là những cái công nghệ quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi số. Thêm một cái nữa là về khoa học dữ liệu, cái này là Việt Nam đang rất là thiếu, và hiện tại hầu hết những chuyên gia về khoa học dữ liệu hàng đầu của chúng ta là đang được đào tạo tại nước ngoài. Vì thế thì trong thời gian tới sẽ cần rất nhiều những cái nhân lực về về khoa học dữ liệu này. Thêm một phần nữa cũng không kém là blockchain, một phần mà anh kia cũng đang đang tập trung vào. Hiện tại thì quá trình blockchain, phát triển blockchain ở Việt Nam cũng đang thay đổi rất là nhiều. Tuy nhiên về mặt cơ chế chính sách thì hiện tại chúng ta chưa chưa có những cái định hình rõ ràng. Thế nên các cái doanh nghiệp làm về blockchain ở Việt Nam hiện tại đang chủ yếu làm phát triển cho thị trường nước ngoài và các cung cấp các giải pháp cho thị trường nước ngoài, cũng như kể cả về mặt tiền số rồi tất cả. Thì hiện tại cái xu hướng này cũng đang rất là phát triển, thì đây cũng là một một phần quan trọng của trong giai đoạn Ý kiến của các anh thì sao ạ? Anh Việt, anh Minh cũng như là anh Hiệu, có những lĩnh vực được dự báo là sẽ rất hot trong tương lai gần. Tuy nhiên là cũng có những lĩnh vực là đã nghe cái dự báo đấy từ từ một vài năm trước rồi, và không biết khi nào mới là thời cơ chín mùi của những lĩnh vực, những công nghệ mới mà chúng ta vừa đề cập. Xin mời anh Việt có chia sẻ. Các ngành hẹp thì anh Thao vừa dự đoán hết rồi, ví dụ như là AI, Big Data rồi Cloud. Thì mình chỉ chia sẻ thêm một cái ý kiến nhỏ, đấy là mình nghĩ là thời gian tới thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều những kiến trúc sư có thể thiết kế ra được một cái hệ thống lớn. Bởi vì là khi mà các bạn biết là chuyển đổi số thì chúng ta sẽ phải phục vụ được với số lượng người dùng rất là lớn, có thể lên đến hàng triệu người một lúc. Thế thì cái nhu cầu để chúng ta phải thiết kế ra một cái sản phẩm mà có thể chạy được cái số lượng người dùng lớn là rất là cần thiết. Thì tôi nghĩ rằng bản thân tôi khi mà làm sản phẩm giáo dục thì cũng có những cái bài toán liên quan đến cái việc xử lý cái người dùng, cái người học cùng một thời điểm là rất là cao. Thì tôi cũng nghĩ rằng thời gian tới thì các ngành khác khi mà chuyển đổi số nhiều thì cũng sẽ cần một nhóm kỹ sư có khả năng thiết kế và xây dựng ra được những hệ thống có khả năng chịu tải cao và có khả năng là đáp ứng mở rộng trong tương lai. Xin mời ý kiến của anh Minh ạ. Trong phần về nhân sự này thì mình cũng đồng hoàn toàn đồng quan điểm với anh Thao và anh Việt ở đây. Thì tức là hiện tại thì thực ra là tất cả nhân sự trong khối ngành công nghệ thông tin thì chúng ta đều đang thiếu rất là nhiều. Thế còn cá nhân mình thì cũng thấy là hai thứ mà trong thời gian tới có thể sẽ hot, ví như là AI chẳng hạn, thì AI nó sẽ giúp cho chúng ta là thực hiện những cái hoạt động của chúng ta lúc trước chúng ta đang làm thủ công, hoặc là đang nó thì máy móc nó sẽ thay chúng ta làm và thông minh như con người, thì nó sẽ khi mà chúng ta ứng dụng những cái giải pháp AI vào trong những sản phẩm và dịch vụ thì nó giúp cho chúng ta mang lại cái giải pháp nó thông minh hơn và dễ dàng hơn cho người sử dụng. Thì AI sẽ là một cái rất là quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, bởi vì nó thay đổi cách làm của các cái doanh nghiệp. Và thứ hai thì cũng là một trong những phần mà rất là quan trọng, chúng ta thường nói đó là dữ liệu của chúng ta thì chính là vàng đen, đúng không? Là một cái tài nguyên về về tài nguyên của chúng ta cần phải khai thác, thì cái data science chính là cái khoa học dữ liệu. Thì hiện nay MISA cũng đang bắt đầu phát triển vào trong cái lĩnh vực này, và hiện nay thì đúng là khi mà đi tìm những cái chuyên gia về data science ở Việt Nam thực sự là rất khó, thì bên MISA cũng đang phải tìm đến những cái nguồn nhân sự và được hỗ trợ từ những nhân sự ở nước ngoài để mà triển khai được cái công tác này. Thì mình dự đoán là đó là những cái ngành mà rất là hot trong cái thời gian tới, bởi vì nó giúp được trực tiếp của chúng ta trong quá trình chúng ta xây dựng đến những giải pháp thông minh hơn, khác biệt hơn hoàn toàn so với những giải pháp hiện nay, cũng như là chúng ta khi chúng ta có dữ liệu rồi thì chúng ta phân tích được cái dữ liệu và giúp cho chúng ta hoạt động tốt hơn trong công tác kinh doanh hoạt động của cái doanh nghiệp. Vậy cụ thể xin được hỏi anh Minh thêm một câu, đó là để có được cái nguồn nhân lực chất lượng cao đó thì doanh nghiệp của anh Minh là có những chính sách đào tạo cũng như là thu hút nhân tài như thế nào bên cạnh việc tìm đến những chuyên gia ở nước ngoài ạ? Vâng. Thì ở đây thì thứ nhất là đối với nhân sự mà mình chia sẻ cụ thể hơn là vị trí ví dụ như là lập trình viên, software engineer ở MISA đi. Thì khi mà vào thì thứ nhất là bên mình cũng phải xác định để cho các bạn ấy phát triển lâu dài được với MISA thì sẽ cần phải cho các bạn ấy cái lộ trình công danh, lộ trình phát triển rất là rõ ràng. Thì thứ nhất đối với một người nhân sự software engineer và MISA thì sẽ có hai hướng để cho các bạn lựa chọn phát triển, và mình định hướng cho các bạn ngay từ đầu. Tức là đối với những bạn mà rất là giỏi và muốn đi theo ngành chuyên gia, tức là chuyên sâu về cái code, thì các bạn ấy sẽ có thể lựa chọn theo hướng là chuyên gia trong ngành lập trình. Thì các bạn từ một lập trình viên, các bạn có thể phát triển đến các vị trí như là software architecture hay là chief software architecture, hoặc cao hơn là vị trí CTO, là người đứng đầu về ngành công nghệ. Nếu đến như những bạn mà muốn đi rất là chuyên sâu theo hướng về công nghệ, thì đối với những cái nhóm này thì bên mình cũng có một cái hội đồng công nghệ, thì sẽ có những chia sẻ và đào tạo kiến thức về chuyên môn
kết hợp với training on job cho các bạn. Các bạn sẽ được tham gia vào quá trình thiết kế một cái dự án, và các cái chuyên gia ở cấp cao hơn thì sẽ đi cùng với các bạn trong quá trình xây dựng các dự án mới để training cho các bạn. Có cái ngày thứ hai thì đối với những bạn mà cũng rất là giỏi trong ngành công nghệ này nhưng lại có thiên hướng đi theo cái ngành quản lý thì các bạn sẽ trở thành những người mà quản lý dự án để quản lý theo tiến độ này, rồi sắp xếp team, kết nối team, tạo cảm hứng cho một team để có thể phát triển ra những sản phẩm tốt. Thì ngoài cái kiến thức về chuyên môn thì bên mình cũng xác định là những cái nhân sự về công nghệ, đâu đó thì chúng ta sẽ các bạn sẽ đi rất là sâu về công nghệ, nhưng cái kiến thức về quản lý con người, về quản lý dự án, quản lý theo thời gian là các bạn sẽ yếu ở mặt đó. Thì bên mình cũng có một cái chương trình cán bộ nguồn, thì khi mà các bạn được lựa chọn là những cán bộ mà có thể phát triển theo vị trí ngành quản lý thì các bạn sẽ tham gia vào chương trình cán bộ nguồn này, thì sẽ có khoảng 20 cái kỹ năng về quản lý con người, quản lý thời gian, quản lý dự án, quản lý tiến độ, hay là kỹ năng quản lý giải quyết xung đột ở trong dự án thì cũng sẽ được đào tạo cho các bạn. Thì mình nghĩ là kết hợp với cái chiến lược đào tạo, tức là cả về mặt chúng ta thấy là nhân sự của chúng ta thiếu ở cái gì và nhận định dựa trên cái thực tế, chính những cái trải nghiệm của chúng ta thôi, thì chúng ta bổ sung thêm những cái kiến thức và kỹ năng cho họ, không chỉ là về chuyên môn mà còn về quản lý con người, thì sẽ giúp cho cái nhân sự của chúng ta phát triển toàn diện hơn và phù hợp với nhân sự của cái yêu cầu của công ty. Cảm ơn thì đấy mình là cái với định câu hướng hỏi. hiện nay, cái cách thức phát triển của Lisa. Dạ vâng. Với câu hỏi liên quan đến những kỹ sư ngành nào sẽ được săn lùng và cái ngành nào sẽ là ngành hot trong tương lai thì xin mời anh Hiệu có chia sẻ bổ sung như không ạ? Đây là một câu hỏi rất là hay. Chúng ta những người làm công nghệ là những người sẽ đón đầu công nghệ thay vì chạy theo công nghệ. Vì vậy việc xác định xu hướng phát triển trong những ngành công nghệ trong tương lai thì có thể quyết định sự phát triển, định hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Để trả lời cái câu hỏi này thì trước tiên tôi muốn chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về công nghệ tương lai. Đối với tôi thì những công nghệ đã xuất hiện quanh ta hiện nay như AI hay blockchain, những cái tên rất quen thuộc nhưng sẽ đều là công nghệ của tương lai, bởi vì nó chưa đủ chín về cả mặt công nghệ và cả cách mà con người chúng ta đang áp dụng nó. Như một số talk show trước có chia sẻ thì tại sao chúng ta không áp dụng các công nghệ nhận diện để tránh trường hợp đau thương khi có trẻ em bị lạc trên xe buýt, hay sử dụng AI để xác định mức độ rủi ro của giao dịch khi mà có thông tin tài khoản khách hàng bị đánh cắp. Và việc blockchain đang bị hầu hết mọi người hiểu nhầm về việc thành việc đầu tư tiền ảo trên các sàn giao dịch thay vì ứng dụng nó thiết thực hơn cho những ứng dụng thiết thực hơn của nó như việc xác định xác thực giao dịch trên cơ chế đồng thuận phân tán. Thì đây chính là những vấn đề mà các công nghệ này cần có thêm thời gian trong tương lai để giải quyết và có thể có những ứng dụng hiệu quả hơn. Quay trở lại với câu hỏi chính thì công nghệ sinh ra là để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề khác. Thì những ngành công nghệ sẽ hot trong tương lai sẽ là những ngành công nghệ có tính ứng dụng cao, và theo tôi đó sẽ là AI và khoa học dữ liệu. Cảm ơn anh Hiệu. Xin câu hỏi tiếp theo xin gửi đến anh Việt. Trong quá trình phát triển Kotlin, anh nhận thấy nhu cầu học lập trình của giới trẻ Việt Nam hiện tại như thế nào khi chúng ta từ góc độ doanh nghiệp đều đánh giá đây là những ngành rất là hot? Như từ góc độ của các bạn, các giới trẻ Việt Nam đó, thì nhu cầu của các bạn ra sao? Thực ra thì khi mà nhận thấy nhu cầu thì mình mới bắt đầu làm Kotlin, chứ không phải là khi mà làm mà Kotlin thì nhận thấy nhu cầu. Okay. Thì thực tế ra là từ cách đây vài năm thì mình đã thấy là cái nhu cầu học lập trình, công nghệ học lập trình và công nghệ thông tin đã rất là tăng cao. Ngay kể cả từ lúc mà bé thì cũng có rất là nhiều các cái môn học như là Scratch hay là lập trình robot. Các bạn trẻ cũng rất là tìm tòi săn lùng và rất là nhiều trung tâm hay là cơ sở đào tạo để đào tạo những cái môn lập trình cho trẻ trẻ em. Thì đến lớp 6, lớp 7 thì bây giờ các em cũng đã bắt đầu lập trình những ngôn ngữ là C++ hay là Python, hoặc là làm một số ứng dụng. Cũng có rất là nhiều các cuộc thi tổ chức cho học sinh cấp thấp như là sáng tạo hay là lập trình robot. Và bản thân FPT Software thì đào tạo nhân sự công nghệ thông tin thì cũng sử dụng sản phẩm để đào tạo rất là nhiều các bạn sinh viên cũng như là các bạn mà đang có mong muốn học công nghệ thông tin. Thì mình nhận thấy là nhu cầu này đã tăng cao và hiện tại thì vẫn liên tục tăng. Nhưng mà bản thân là các trường đại học cũng mở ra chuyên ngành công nghệ đào tạo công nghệ thông tin rất là nhiều. Thì có một điểm mà lưu ý là thực ra thì đang thấy là tỷ lệ nữ giới ở trong ngón này thì đang hơi thấp, thì đâu đấy khoảng 5-10%. Thì mình nghĩ là có thể là do các bạn nữ thì cũng đang nghĩ là môn công nghệ thông tin này hơi khô khan nên là chưa tham gia. Thì tuy nhiên là trong cái quá trình mà chuyển đổi số thì mình nhận thấy là cái cơ hội cho nữ giới bắt đầu cao lên. Ví dụ như là ngày xưa khi mà nói đến lập trình, khi mà nói đến công nghệ thông tin thì người ta chỉ nghĩ ngay đến lập trình, tức là ngồi trên máy tính gõ code để làm phần mềm.
Thì tuy nhiên là bây giờ thì có rất là nhiều cái nghề hoặc là có những cái công việc dành cho nữ giới cũng liên quan đến chuyển đổi số, ví dụ như là đi tư vấn hoặc là đi lấy nghiệp vụ, đi lấy phân tích nghiệp vụ của khách hàng thì rất là cần nữ giới, hay là đi hướng dẫn cho khách hàng sử dụng sản phẩm công nghệ, ví dụ như là support, trả lời câu hỏi hay là hướng dẫn dùng thì lại cần nữ giới. Thì hiện tại thì nhu cầu cũng đã tăng lên, và mình rất là hy vọng là trong thời gian tới thì số lượng các bạn nữ tham gia vào ngành phần mềm công nghệ thông tin nói chung sẽ tăng lên và không để thua kém đàn ông con trai như bây giờ. Vậy thì để thu hút nhân sự là nữ trong lĩnh vực chuyển đổi số công nghệ thông tin như thế này, thì các doanh nghiệp có một cái chính sách gì ưu ái hơn không? Xin được hỏi anh Việt luôn ạ, để có thể thu hút được nhiều hơn nữa nhân sự là nữ. Thực ra thì cụ thể là trong nhóm của mình thì có một số ngành, có một số job là mình ưu tiên nữ bằng cách là mình chỉ tuyển nữ. Tức là có những ngành là mình đã giới hạn cái người tham gia sẽ phải là nữ giới. Thứ hai nữa là thực ra là khi mà làm việc trong một nhóm phần mềm mà đa phần là con trai thì các bạn nữ thì thường là rất là được tạo điều kiện ở trong chính trong nhóm của mình. Ví dụ như là các bạn thì sẽ thường không phải là OT, bởi vì biết là con gái thì không thể làm việc được vất vả, cho nên là thường xuyên là không phải OT, nhưng mà cánh đàn ông thì có thể là phải làm thêm giờ rất là nhiều. Thì bản thân là các bạn nữ khi mà tham gia thì cũng sẽ có những cái được hỗ trợ từ những đồng đội trong nhóm rất là nhiều. Thì mình nghĩ đây là một cái mà đa phần tất cả các công ty phần mềm đều có những cái hỗ trợ như vậy. Thì về cái chính sách riêng thì mình nghĩ là cũng bên mình thì cũng chưa có chính sách riêng, thì có thể là sau buổi này thì sẽ suy nghĩ thêm một vài cái chính sách để làm thế nào để tăng được nữ giới ở trong công nghệ thông tin. Cảm ơn anh Việt. Một câu hỏi cuối cùng dành cho cả bốn anh, đó là câu chuyện làm thế nào để có thể thúc đẩy cái niềm đam mê lập trình của giới trẻ, từ đó hình thành nên nguồn nhân lực số tiềm năng cho Việt Nam ở cả góc độ chính sách, chiến lược phát triển của quốc gia, ở góc độ doanh nghiệp và cả cộng đồng, và cả nhà đào tạo nữa. Xin mời anh Việt bắt đầu trước ạ. Khi mà mình làm cốt lơn thì cái câu hỏi mà chị vừa đặt ra thì cũng là cái câu hỏi mà mình đã phải tự nghĩ và tự trả lời. Thì thực ra là với các bạn trẻ thì chúng ta cũng chưa biết là các bạn có phù hợp với công nghệ thông tin hay không. Thì tuy nhiên là chúng ta cứ cái cách làm mà chúng ta cứ nên giới thiệu công nghệ thông tin cũng như là giới thiệu phần mềm với các bạn. Và nếu các bạn có thực sự đam mê, có thực sự cái niềm hứng thú với công nghệ thông tin thì tự các bạn sẽ vẽ ra lộ trình để tiếp tục theo đuổi cái con đường đấy. Thì cụ thể hơn thì mình nghĩ là với các cái bạn trẻ thì chúng ta nên về mặt đào tạo thì mình nghĩ là chúng ta nên có những cái khóa học, có những cái chương trình đào tạo làm thế nào để thích ứng và phù hợp với trẻ con hơn. Thực ra mọi người cũng biết là trẻ con thì đa phần là thích chơi, cho nên là khi mà tạo ra những cái khóa học thì chúng ta cũng phải có cái hàm lượng học nó ít ít một xíu mà có chơi, có thêm cả phần chơi ở trong đó. Ví dụ như là lập trình robot hay là lập trình những cái ứng dụng rất là vui thì các bạn trẻ sẽ bắt đầu có hứng thú và các bạn sẽ có hứng thú để học lâu dài. Ngoài ra thì mình nghĩ là ở các cái cấp cao hơn thì chúng ta cũng có thể tổ chức một cách thường xuyên những cái cuộc thi sáng tạo hoặc là những cuộc thi lập trình để có thể là hướng hoặc là có thể là tăng tăng cường cái sự yêu thích công nghệ thông tin với các bạn trẻ. Thì mình nghĩ đấy là ở khía cạnh đào tạo thì mình xin chia sẻ một vài quan điểm như vậy. Ở khía cạnh doanh nghiệp thì sao? Xin mời anh Minh ạ. Cá nhân mình thì cũng thấy tức là để mà chúng ta tạo được cái cảm hứng cho giới trẻ hiện nay chúng ta đi theo ngành công nghệ nhiều thì mình nghĩ là sẽ bao gồm hai thứ. Và thứ nhất thì cũng như anh Việt có chia sẻ, tức là đối với trong quá trình nhỏ thì chúng ta sẽ tạo cảm hứng cho họ để các bạn trẻ và các bạn nhỏ các bạn biết được là chính những cái mà rất là hay ho các bạn ấy thực hiện hàng ngày, ví dụ như những con robot hay những cái ứng dụng mà các bạn sử dụng trong quá trình học thì nó được tạo ra từ những cái lập trình, từ qua những người mà lập trình công nghệ, để khi mà các bạn thấy rất là hứng thú với những thứ đó và thậm chí là kể cả những cái game các bạn ấy chơi thì muốn làm ra nó thì là những cái người mà lập trình có khả năng làm ra được nó, thì để cho họ các bạn ấy muốn làm ra được những thứ mà chính các bạn ấy thích thì các bạn ấy sẽ có thể là sẽ thiên hướng đi theo cái ngành công nghệ để làm ra được những cái mà mình đang thích chơi hoặc thích học hoặc là nó rất hữu ích cho mình trong quá trình. Và khi mà các bạn lớn hơn một chút thì mình nghĩ là nó đến cái câu chuyện mà chúng ta định hướng về nghề nghiệp. Thì định hướng về nghề nghiệp như hiện nay thì như nãy giờ
các anh chị cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Trong ngành này chúng ta thấy là cái lượng nhân sự thì cũng thiếu rất là nhiều đúng không ạ? Thế nên là cái cơ hội nghề nghiệp cho các bạn khi mà các bạn chọn theo ngành công nghệ thì nó cũng rất là cao, và nó cao hơn rất là nhiều so với những ngành khác ở trong hiện nay. Và theo các cái báo cáo thì hiện nay cái tỷ lệ lựa chọn cái nhu cầu về ngành công nghệ thông tin thì cũng lên đến cao hơn đến khoảng 50% so với các ngành khác. Và khi các bạn cũng một cái thông số nữa để các bạn cũng có thể tham khảo, tức là các cái tỷ phú trên thế giới hiện nay chúng ta thấy là như ngày trước thì đã các tỷ phú về dầu mỏ, về thép đúng không? Nhưng như hiện nay thì các cái tỷ trong danh sách top 10 tỷ phú của chúng ta giàu nhất thế giới thì cái số lượng tỷ phú về công nghệ như Bill Gates, như Elon Musk thì sẽ là rất là nhiều. Trong đó thì ngành công nghệ thì đối với định hướng về nghề nghiệp thì nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn đi trong quá trình tìm việc và cũng như là phát triển ở trong tương lai. Thì nghĩ đấy là một trong những yếu tố mà có thể định hướng các bạn có thể lựa chọn cái nghề nghiệp để nó phù hợp với định hướng phát triển của mình trong cái tương lai về sau. Dạ vâng, và không có nghĩa là đi học công nghệ, đi học công nghệ thông tin là sau này sẽ là làm lập trình viên, mà có rất nhiều cái vị trí việc làm liên quan đến công nghệ khi mà doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực hiện tại đang đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số của mình. Ở góc độ của anh Hiệu thì anh chia sẻ quan điểm của anh về việc làm thế nào để chúng ta có thể thúc đẩy được niềm đam mê lập trình của giới trẻ. Xin mời anh. Dạo gần đây thì có một từ thường xuyên được nhắc đến để dùng nói về thế hệ trẻ, đó là Gen Z. Dạ vâng. Các bạn được sinh ra trong thời đại công nghệ 4.0, khi mà công nghệ số bước vào trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất, và ngành lập trình là một lựa chọn thông minh phù hợp với thế hệ Z luôn muốn thử thách bản thân, sẵn sàng thay đổi và thích nghi với cái mới, trở thành chiến binh công nghệ 4.0. Thế hệ trẻ có bệ phóng công nghệ để thỏa mãn đam mê và kết nối công nghệ. Các bạn được tiếp xúc với công nghệ từ sớm, vì vậy có rất nhiều bạn tự tìm hiểu và cảm thấy hứng thú với ngành lập trình viên. Do đó, tôi nghĩ là để thúc đẩy niềm đam mê của các bạn, chúng ta cần làm là tạo ra một sân chơi cho các bạn có chung đam mê về lập trình, được gặp gỡ, trao đổi, cọ sát, cũng như là việc lan tỏa rộng hơn niềm đam mê đó. Những chương trình như buổi talk show hôm nay của chúng ta thì cũng sẽ đưa đến nhiều góc nhìn như thế này đến mọi người, và đồng thời tôi nghĩ nó rất thành công trong cái việc truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ, những người sẽ dẫn đầu trong thời đại số. Cảm ơn Hiệu, và chia sẻ cuối cùng xin dành cho anh Thao từ góc độ hiệp hội. Cảm ơn MC. Cái câu hỏi này thì đúng là thực sự là rất là thú vị. Về mặt chính sách nhà nước thì hiện tại chúng ta cũng đã có rất là nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cho các nhân sự khi mà làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Đây chính là một trong những hấp dẫn đối với cả thế hệ trẻ khi mà sau này sẽ làm. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái chính sách ấy, thì việc khơi gợi cảm hứng thì sẽ là tốt hơn. Vì thế theo ý kiến cá nhân tôi ấy, thì cần có một vài các cái hành động để truyền cảm hứng cho giới trẻ và thu hút giới trẻ tham gia vào ngành công nghệ. Đầu tiên là chúng ta cần phải truyền thông bằng nhận thức về tầm quan trọng của ngành công nghệ thông tin, về sứ mệnh của các lập trình viên trong giai đoạn chuyển đổi số sắp tới, và đương nhiên là tương lai của những lập trình viên sẽ như thế nào. Thì cái này sẽ quan trọng với các em, bởi vì các em sẽ nhìn thấy được tương lai của mình và cái đóng góp của mình cho xã hội, cho bản thân, cho xã hội, cho gia đình sau này. Thì cái truyền thông này tôi ngày trước thì chia sẻ thêm về cái truyền thông này, thì ngày trước thì chúng ta tiếp cận các doanh nghiệp và các trường đại học hay tiếp cận với các em cấp 3 để thu hút học sinh vào ngành công nghệ. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy thì là tiếp cận từ cấp 3 là hơi muộn. Bây giờ chúng ta thấy là có muộn. Vâng. Vì thế thì trong một số năm gần đây thì chúng ta thay đổi định hướng, Bộ Giáo dục cũng như là Bộ Thông tin Truyền thông thì đang cố gắng tiếp cận sớm hơn từ cấp 1, cấp 2. Những cái chương trình mà mọi người thấy như là STEM thì hiện tại STEM đang đưa rất sâu vào các trường cấp 1, cấp 2, thậm chí là các cái chương trình giáo dục bên ngoài nữa, thì STEM đang rất là phổ biến. Và tôi nghĩ là cái này là một trong những động lực rất là quan trọng để thu hút các em tham gia vào ngành công nghệ sau này. Cái thứ hai là để thu hút nhân sự thì tôi nghĩ là cần tạo ra một cái môi trường học tập liên tục và sáng tạo. Thì cái này là cho anh Việt, tôi 2 năm trước thì tôi có dịp làm việc với anh Việt, tôi rất thích Kotlin là vì thế. Thì ngoài cái trò chuyện, Kotlin đào tạo liên tục, từ lập trình viên có thể đào tạo, lập trình đã làm lập trình viên rồi vẫn được đào tạo, vẫn được học,
những cái công nghệ mới liên tục. Còn người chưa đi học thì đã được tiếp cận những cái từ ngay từ đầu. Và cái nữa là cái phương pháp học cần rất sáng tạo. Thì như những cái trò chơi game, những cái game hay những cuộc thi thì nó tạo ra một hứng khởi cho người học rất là tốt. Thì đây chính là một môi trường đào tạo tôi nghĩ là rất là ổn. Và cái cuối cùng thì tôi nghĩ là cái mà VN Express đang làm rất tốt đấy là xây dựng hình tượng về người làm công nghệ, về CTO. Thì khi chúng ta xây dựng được hình tượng về những CTO thành công, trẻ tuổi, thì đây chính là một cảm hứng rất là tốt cho giới trẻ. Thì từ xưa cũng vậy thôi, chúng ta có những thần tượng thì CTO cũng là những sự tượng thần tượng cho giới trẻ khi mà tham gia vào ngành công nghệ. Thì hiện tại tôi nghĩ là cái chương trình CTO, mình chọn các CTO trẻ thành công, tài năng của VN Express sẽ đóng góp rất là tốt cho cái này và nên được duy trì. Rồi cảm ơn chị Thế Lan. Vâng, cảm ơn anh Thao. Chúng tôi cũng hy vọng là thông qua cái chương trình này có thể truyền cảm hứng cho giới trẻ để tương lai các bạn sẽ là những CTO tài năng và cống hiến cũng như là xây dựng phát triển nền kinh tế số tại Việt Nam. Và một lần nữa xin cảm ơn anh Thao, anh Việt, anh Minh và anh Hiệu đã tham gia chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ rất hữu ích, rất thú vị trong chương trình này liên quan đến câu chuyện cạnh tranh nguồn nhân lực số. Và quả thực thì vai trò của nhân lực công nghệ trong chuyển đổi số là không thể bàn cãi, và kỹ sư Việt Nam cũng không thua kém tài năng của bất kỳ kỹ sư quốc tế nào. Tuy nhiên là vẫn còn có những kỹ năng cần phải được rèn luyện thêm để có thể đóng góp vào quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp cũng như là nền kinh tế số của Việt Nam. Đến đây thì tọa đàm online CTO Talks, CTO chia sẻ chuyện nghề với chủ đề là cạnh tranh nguồn nhân lực số, đến đây xin khép lại. Xin cảm ơn các anh, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị với chủ đề tiếp theo, đưa nông sản Việt ra thế giới bằng công nghệ, vào sáng ngày 25 tháng 5 trên VN Express. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả mọi người. Xin cảm ơn các anh.